Thưa quý vị, theo lịch trình công tác tại châu Âu, từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 9 năm 2022, đoàn công tác của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng do Ủy viên Dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết dẫn đầu có chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức. Cùng tham gia với đoàn có Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng. Vào chiều ngày 12 tháng 9 theo giờ địa phương, tại tòa thị chính bang Bremen đã diễn ra hội thảo xúc tiến đầu tư vào Đà Nẵng. Phát biểu tại hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, hội thảo tạo điều kiện và cơ hội để các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại bang Bremen nói riêng, tại Cộng hòa Liên bang Đức nói chung biết đến nhiều hơn về thành phố Đà Nẵng. Qua giới thiệu định hướng thu hút đầu tư của thành phố thời gian đến, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh thành phố Đà Nẵng xác định các doanh nghiệp, nhà đầu tư châu Âu nói chung và Cộng hòa Liên bang Đức nói riêng là những đối tác trọng điểm trong công tác xúc tiến thu hút đầu tư, cam kết sẽ tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch và đồng hành cùng doanh nghiệp Đức triển khai các dự án thành công tại Đà Nẵng. Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác xúc tiến đầu tư giữa Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư thành phố Đà Nẵng và cơ quan phát triển kinh tế bang Bremen đây sẽ là bước đệm quan trọng để hai địa phương có những chương trình hoạt động cụ thể hơn để hỗ trợ lẫn nhau trong công tác xúc tiến đầu tư và hỗ trợ kết nối doanh nghiệp hai bên